Việt Nam, nước của nước Việt Nam, dân chủ cộng hòa, giải phóng miền Nam, chúng ta cùng viết tiếng bước, diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước, ôi xương tan máu rồi lòng hoàng thù ngút trời, thề phân thay xây xác quân thù. Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em đã vào diễn đàn hôm nay. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 2020. Hôm nay mình tình cờ có được một cái audio video là của một người gửi đến. Thành ra mình thấy cái này cũng hay hay, có thể là giúp cho quý vị có một niềm vui cuối tuần. Mình xin nói về hai nhân vật, là nhân vật rất là nổi tiếng, cũng là một nhà cách, thứ nhất là một nhà cách mạng trắng, Hoàng Duy Hưng, và một người nữa là một người tổng tư lệnh tối cao, chuyên môn và có khả năng thay đổi chính quyền và có thể bắt Quốc hội Mỹ làm lên những cái luật pháp mới theo ý ông ta, đó là ông Hoàng Kiều. Và mình cái chương trình mình sẽ giới thiệu sơ qua, phần mở đầu là lời kêu gọi của tổng tư lệnh Hoàng Kiều để mà làm một cuộc cách mạng để thay đổi chính quyền. Và sau đó thì hai nhà cách mạng lớn, nhân vật lớn vĩ đại của thế kỷ thứ 21 của nhân loại và nước Việt Nam sẽ bàn về quốc sách và những cái lời của họ nói, thì tôi thấy rất là hay. Thành ra tôi phải là một người công dân, phải có trách nhiệm để mà phổ biến những cái lời kêu gọi và những cái lời nói đó để làm lợi cho đất nước Việt Nam, để ủng hộ cho chế độ cộng sản, và chế độ đó tiếp tục cầm quyền cho cái bọn dân đen ở Việt Nam nó không ngóc đầu lên nổi, và từ từ sẽ bán hết tất cả tài nguyên quốc gia biển đảo, và nó sẽ là làm một tay sai cho Tàu Cộng. Và hai nhân vật này là rất là quan trọng và lợi hại, nổi tiếng. Vì lý do tôi không dám ra mặt, tôi nói sau màn hình, tại vì hai người này vừa kiếm được cái kho đạn Long Bình và mua được một cái dàn quả tiễn S-400. Thành ra tôi phải nằm sâu lá chắn để bảo vệ tính mạng, không thì tôi sẽ bị toi mạng. Và xin mời vị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để có đôi lời cùng hai vị cách mạng đã có lời để mà giúp đỡ cho cái nước Việt Nam của chúng ta phát triển. Dạ, xin chào hai bọn Việt Kiều yêu nước và hai nhà cách mạng sẽ làm lên đất nước Việt Nam cuộc cách mạng, để làm cho đất nước Việt Nam phát triển. Và xin mời hai bạn có đôi lời cùng tất cả quý đồng bào trong và ngoài nước. Và sau đó xin mời cái vị Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng để có đôi lời đón chào hai vị cách mạng. Hai vị này có thể đem đất nước Việt Nam đến sự phát triển và giúp cho đất nước Việt Nam có quyền tự do đàn áp mọi người cướp của tài sản, cướp đất. Và tên nào mà nói lên, nói lại, đòi lại công bằng hai cái gì đó thì sẽ cho vô tù lục xương. Vậy xin mời hai chị
đã có công với đất nước. Vậy tôi sẽ xin vỗ tay đón chào hai vị. Đây, một dàn nhạc để đón chào hai vị. Xin dàn nhạc quốc gia trỗi dậy. Tên tên. Và sau đây xin mời Ngài Tổng Tư lệnh tối cao Hoàng Kiều để có lời đôi lời kêu gọi để mà giúp đất nước Việt Nam và tiêu diệt cho cái bọn chống cộng ở hải ngoại điên cuồng không có cái lòng yêu nước. Xin mời. Được không? Nhớ tôi hát ngày cô đơn. Các bạn đừng có bao giờ để tôi thành cô đơn. Vì vậy kỳ này chúng ta nhất quyết đoàn kết với nhau để dẹp cái bọn chống cộng sản. Các bạn có đồng ý không? Chỉ có mấy thằng thôi. Ai là cái người đem cái văn hóa đi các nước khác tới đây để cho quý vị thưởng thức? Chính những cái này, những cái VC này nè, những cái đám VC hát ca sĩ Vò Hà Trâm nè, chính cái đám Việt Nam này nè đưa cái văn hóa dân tộc đến với quý vị. Quý vị xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn thật kêu. Từ của Hoàng Kiều nó hay lắm, đây là thiệt nhé. Cơ mà anh Hoàng Kiều làm một cái clip về vấn đề 30/4 là cái gì đó thì tôi cũng chưa coi. Thì có một cái người rất là giỏi về chính trị ở Houston, ông coi xong mà lớn tuổi rồi, cái mấy trẻ mới chứ. Ê, hình như cái ông Hoàng Kiều đó nó nói cái tư tưởng của Hoàng Dương mà nói theo cái kiểu của một nhà tỷ phú gì đó, nó không phải là gì mà nó là cái ý đó. Cái tư mà nó gọi là chơi vậy Hùng ơi. Ông coi thử tôi thử có giống nhau với ông Hoàng Kiều không? Thì có mới chơi quá. Để trở về cái vấn đề 30/4. Bởi vì cái chương trình rất là vĩ đại, cũng có cái sự nhờ cái sự đóng góp. Ai là cái người đem cái văn hóa đi các nước khác tới đây để cho quý vị thưởng thức? Chính những cái này, những cái VC này nè, những cái đám VC hát ca sĩ Vò Hà Trâm nè, chính cái đám Việt Nam này nè đưa cái văn hóa dân tộc đến với quý vị. Quý vị xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn thật kêu. Phát Bùi à, tôi tại sao tôi nhờ ông Phát Bùi? Tôi mời ông Phát Bùi với là tất cả, tôi từ từ rồi giới thiệu. Mời ông Phát Bùi lên đây, đứng cùng tôi. Rồi ông Phát Bùi lên và mời ông Tài Đỗ lên, mời cái ông mà Bùi Đẹp lên giùm tôi, mời ông Phó. Sở dĩ cứ mỗi lần có cái chuyện gì tôi chỉ nhờ Tài Đỗ với Bùi Phát, tôi biết ai. Bây giờ ông Lý tôi nhờ ông năn nỉ, nhờ ông thị trưởng Tạ Đức Trí à, có được không? Thế các bạn im đơ vậy, trả lời không? Rồi bây giờ tôi nhờ ai? Ông Phát Bùi, quý bạn thấy không, ông giúp cho đoàn xe tôi ở trên này, tôi làm sao tôi xuống dưới đó được? Cũng do ông Tài Đỗ, cũng cái vụ mà đám tang của Lý Tống. Tôi nhờ ai đây? Tôi nói Cù Thái Hòa, không biết tối nay có đây không? Cũng có. Thì tôi nói Cù Thái Hòa đó. Trời ơi, em mới với San Diego làm sao biết nhờ ai? Thì tôi nhờ Bùi Phát Bùi đi. Thì vì vậy chúng tôi muốn các bạn
hãy cho ông một tràng pháo tay và cái ông này một tràng pháo tay. Và cái ông Bùi Đẹp này là trinh. Thế là thiệt nhé. Cái hôm anh Hoàng Kiều làm một clip về vấn đề 30 tháng 4 hay là cái gì đó, tôi cũng chưa coi. Thì có một cái người rất là giỏi về chính trị ở Houston, ông coi xong mà lớn tuổi rồi các bạn trẻ, coi chưa? Ê, hình như cái ông Hoàng Kiều đó nó nói cái tư tưởng của Hoàng Dương mà nói theo cái kiểu của một nhà tỷ phú hay gì đó, nó không phải là ấy, nhưng mà nó là cái ý đó. Cái tên mà nó gọi là chơi quái hồi đấy. Hùng ơi, Hùng coi thử, nó có giống nhau với Hoàng Kiều không? Thì có chơi quá. Để trở về cái vấn đề 30 tháng 4. Dạ. Mục đích bởi vì tôi mới hỏi cái người đó hiểu chưa? Dạ. Hiểu chưa? Là cái lý do tại sao? Dạ. Tôi muốn đừng có vì mỹ danh. Dạ. Đừng có muốn làm một cái điều gì đó. Dạ. Mà đừng có lên, bởi vì những tên này bây giờ nó sống bằng YouTube thôi. Dạ. Mà sau khi tôi phản một mắt là bây giờ YouTube chỉ có lèo tèo vài ba nghìn người đọc. Họ 100, 200 thôi. Dạ. Thành thử bây giờ tôi yêu cầu các bạn những người mà tôi rất vui để bàn chuyện. Tôi sẵn sàng bỏ ra tiền ra nè. Tôi lấy cho máy bay về. Tôi riêng ông, tôi nói ông Nguyễn Xuân Phúc, ông làm ơn ông chữa tặng cho tôi một chiếc tàu để tôi ra cái bãi tu chính. Có tên nào dám đi với tôi không? Thưa anh Hồng Kiều, cái hồi nãy nó cái chữ tấn cộng á, nếu như mà là vì nó cũng đưa đến một cái tâm trạng khác. Hồi xưa năm 75 á, là người ta nói cái chữ chống cộng là vì cái bối cảnh xã hội lúc đó và cái thể chế lúc đó. Nhưng bây giờ từ khi mà đổi mới, Việt Nam đổi mới, nó không còn cái chủ nghĩa cộng sản nữa. Nó không còn cái gì, cái gọi là cái lõi cộng sản. Cho nên cái ý của anh Hoàng Kiều nói, là cái chữ chống cộng đây á, nó không phải là tại vì mình bị đồng hóa là nghĩ rằng là yêu nước thôi. Nhưng bây giờ đó, bởi vì cho nên tôi có nói là tôi thách rất là nhiều người trên khắp toàn thế giới. Từ những cái tay lão người tôi bảo là chưa, ok, tôi không có bàn cái thời điểm trước năm 2000 nữa đi. Bây giờ tại sao chống cộng là không ai dám nói hết? Tại vì tôi hỏi ba câu là không trả lời đâu. Thì bởi vậy khoan, dạ, tôi tới dừng nghe. Dạ. Thì bởi trả lời với anh Hoàng Kiều nha. Vâng. Hiện giờ đó, để trở thành, nếu mà muốn trở thành được cộng nó khó lắm. Tại vì được cộng nó, họ bây giờ là họ rất là nhiều đặc quyền đặc lợi, tiền bạc của họ rủng rỉnh. Cho nên nếu nói rằng là muốn trở thành Việt Cộng mà muốn chưa được nữa. Nhưng mà nó khai còn... tôi đừng để anh đừng cho nó. Hãy nghe tôi với ông Hoàng Dương nói về những người đó. Yeah. Các bạn thương tôi, các bạn khuyên tôi đồ cùi đuổi, đừng có dính vô làm gì. Yeah. Cái cỡ của anh trên này, tụi nó không đáng chép cho anh nữa. Không đáng, nghe chưa? Yeah. Nhưng mà tôi làm để cho họ biết là bởi vì họ lợi dụng cái hai chữ tấn. Các Hoàng Kiều mới trị được cái bọn này. Những người bạn của tôi á, nếu mà đang nghe chương trình này đó, mà có hôm qua có nói là ông Hùng có lên cứ nói thì nói với Hoàng Kiều á, là đừng có mà mất thời giờ với những người đó đó. Thì tôi cũng đã chia sẻ lại rồi, nhưng mà ông Hoàng Kiều trước mặt đây mọi người cũng nói rằng là chứ ông có cái chủ trương của ông. Ông trị bệnh là ngoài chứ không phải là vì cái chuyện của những người đó, là vì những người đó mà còn có một cái ý đồ khác, là ông muốn trị giúp bệnh cho những người đó, cho cái gì đó cho xã hội. Đây cũng là một cái tính khí của giống như ông Donald Trump. Ông Donald Trump cũng có những cái kiểu giống như vậy. Thì có lẽ là anh Hoàng Kiều sinh ra, xin lỗi tiếng Anh, nó gọi là cái similarity, tức là giống tính ông Donald Trump cũng là cái hay. Thì tôi cũng phải tôn trọng thôi ý kiến, và nhận ý kiến hay không là của anh Hoàng Kiều. Anh Hoàng Kiều đã nói rất rõ như vậy, thì lại uống thêm một cái. Rồi, ok, cảm ơn. Tất nhiên là anh chấp nhận để cho tôi ha. Dạ vâng, đúng rồi. Khi đã ý kiến, tôi chơi cho tới cùng. Dạ vâng, đó là cái ý kiến mà anh đã chấp nhận như vậy, mà anh đã nói là anh làm cái điều đó, tôi tôn trọng vô cùng. Rồi. Nếu mà không có, rồi thôi. Ông Hoàng Kiều Hùng không có nói cho anh Hoàng Kiều. Rồi. Rồi bây giờ còn tôi có cái vấn đề thứ hai. Vâng. Cái vấn đề thứ hai là hồi nãy anh Hoàng Kiều có nói á, và anh Hoàng Kiều tính là mời những người như Ngô Kỷ, Trần Nhật Phong, Chris Pham này gì đó để máy á, thì tôi cảm thấy tôi buồn quá anh Hoàng Kiều. Tôi buồn là tại vì như vậy nè, tôi còn anh nói là tôi nói chứ, tôi cũng nói đi.
anh nói đi. Tự nhiên cái giờ là những người đó bây giờ là ngang bằng hết rồi. Không, anh đã đưa từ những người đó bây giờ tôi không biết họ ai, nhưng bây giờ đó là ngang bằng, là ngang bằng đến những cái gì đó. Anh là tỷ phú, tiếng nói của anh là một cái tiếng nói mình minh bạch rồi. Bây giờ người ta có kêu người ta chụp trăm mười cái ngàn nói cối nhiều từ ngữ gì đó, người ta không có califi, người ta không có trình độ đó. Anh tại sao anh phải đi cò cưa với cái chuyện đó? Anh cò cưa cái chuyện đó anh làm cho những người bạn của anh nó giống như tôi cảm thấy rằng là cái này tôi đây đây ơi, xin lỗi được sư hòa nhiều với các bạn. Các bạn nói với tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Các tiểu bạn nói tôi đừng có nói cái đồ cùi đồ hủi, hiểu chưa? Nhưng mà bởi vì tôi có thuốc trị cho đồ cùi đồ hủi, thành thử tôi phải trị một lần để cho họ thấy. Và tôi dám thách thức, tôi muốn nói, tôi mời mấy ông này tới để cái gì? Bởi vì ông, nếu mà ông muốn cái tội của người ta, ông muốn lên cái tội của ta, ông đối chọi với tôi cũng như ông đến thằng tên nào dám đối chọi với ông ở San Jose không? Ông biết chứ? Chừng nào ông đối chọi là thôi, rồi xong rồi. Là đây là một cái điều mà cũng là rất là hay. Có nhiều người không hiểu đây là một cái ý định của ông Hoàng Kiều, là một cái trademark của ông để khẳng định cái vị trí của ông. Ông con người có mỗi người một cái tính, có ưu điểm và khuyết điểm, giống như tổng thống Donald Trump nó thân kiều cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm. Ông cũng ăn nói rất là bộc trực thì nhiều người không ưa, nhưng mà cái đó là cái ưu điểm. Thì đây là anh Hoàng Kiều tự khẳng định cái chữ hiểu chưa đó, thì bây giờ tôi uống cho cái chữ hiểu chưa đó. Các triệu triệu người, hàng trăm triệu người của Việt Nam hiểu chưa? Bây giờ tôi nói cho anh nghe. Họ xem thường tôi lắm. Giống như tội nghiệp cái tội các em ở sinh viên Việt Nam gì đó. Với cái hội tổng hội sinh viên á, ở Nam Cali. Nói anh Kiều ơi, không còn ai nữa hết. Tôi muốn lắm chứ. Anh Kiều nói cho mấy em. Ông bắt thì từ tôi giúp cho mấy em. Tôi rồi xây lên một cái trung tâm văn hóa là các ông đoàn thể này, các ông đoàn thể kia tới chiếm, tới đòi quản gì gì đó. Rồi hai anh em mình uống hết rồi. Đây là cái tình cảm trước mặt tất cả quý vị khán giả. Và rồi bây giờ nói đi nha, hai đã bàn nha. Chúng tôi là họ hoàng hết. Và chúng tôi muốn các bạn theo dõi chúng tôi luôn luôn. Để chúng tôi cùng Hoàng Duy Hùng, bây giờ ổng thôi rồi, nhưng mà tôi khuyến khích, bởi vì ổng này luật sư. Ổng luật sư nhưng mà không biết ổng sinh ở đây hay chắc cho ổng sinh ở Việt Nam rồi, phải không? Trời, sinh ở đây sao nói được tiếng Việt gì thế anh kia? Rồi thì tốt không? Ông sinh Việt Nam là ông không thể nào, ông chỉ gọi lắm là tới governor thôi. Ông không thể làm được cái gì hết, phải chưa? Rồi, ok. Rồi, tôi muốn ông. Dạ. Tôi muốn ông. Tôi biết rằng chính trị gọi là dirty, dơ bẩn. Nhưng mà tôi muốn ông là cái người giúp cho tôi, cùng tôi yểm trợ ông. Để ông có một cái, và nói với vô hòa với ông. Thấy không? Mình đục lắm. Cái tiểu bang California, tụi tôi là biệt kích Mỹ nha chưa? Dạ. Nhớ nha. Và chúng tôi là hay lắm. Chúng tôi không cần phải nhảy dù như các bạn tiểu đoàn nhảy dù hết rồi. Chúng tôi trực thăng bằng. Trực thăng bằng nghĩa là sao? Nghĩa là một cái là chúng tôi huấn luyện xong. Huấn luyện không không? Huấn luyện. Huấn đẹp. Giải quyết chiến đường lẻ. Dạ vâng, ok, phải hiểu rồi. Chiến chiến mục tiêu, tuyên bố chiến thắng. Vậy là hiểu rồi, đây là hiểu rồi. Hiểu rồi. Anh Hùng biết tôi là biệt kích. Dạ, mà biệt kích một cái biệt kích thường đó, biệt kích Mỹ. Ủa? Ăn lương của Mỹ, đi huấn luyện của Mỹ. Khoan đó, vậy chứ anh Hoàng Kiều có biệt kích giống như anh Hà Văn Sơn không? Kim Âu Hà Văn Sơn hay là biệt kích khác nữa? Tôi không biết cái Hà Văn Sơn. Vâng, vậy từ. Những cái tụi tôi, cái một lực lượng của tôi đó là những như những bóng ma chơi. Dạ. Thế chứ, thì nói chứ. Trốn vậy? Hoàng Duy Hùng chưa biết Hoàng Kiều đó, trốn quân dịch. Trốn gì nè? À, thằng em nó hạ xuống 76 tuổi, năm này thì chưa 76, nhưng mà thằng em nó hạ xuống 5 tuổi. Hiểu chưa? Đó, làm gì mà con, làm gì mà con đó. Đừng ra đánh ở đâu đó, có mặt trái có sân bãi, đúng rồi. Thì mình phải công nhận đó là một vị phước, đại phước cho cái dân tộc Việt Nam.
không có ai chết đói giống như Africa bây giờ. Dạ đúng không? Cái đó thì ở đây chứ. Cầm mấy chục triệu cái người. Cái đó thì đúng. Cái đó đúng chứ. Rồi. Tức là mặt trái xã hội vẫn có. Trước 75, miền Nam mình chỉ có 17 triệu dân. Phải chưa? 17 triệu rưỡi được bao nhiêu? 17 triệu rưỡi. Đúng rồi, anh bác. Dạ. Miền Bắc được bao nhiêu? Anh nói đi. 23 triệu. 23 triệu. Dạ. 40 triệu phải không? Rồi, bây giờ thưa ông luật sư Hoàng Diêu, chúng tôi có tới 100 triệu dân. Đúng rồi. Mà chúng tôi không triệu. Có đói. Dạ, 96 thôi. Cũng được. 96 bây giờ mà 4 năm. Với là 4 5 triệu nữa là có 100 đến 1 triệu. Đừng có đói. Tôi làm phía ngoài. Đúng rồi. 5 triệu nữa. Dạ. Lên 100 đến 1 triệu. Dạ. Thì tôi hỏi. Tôi về Việt Nam tôi thấy có ai đói không? Không. Tôi có ai homeless không? Tuyệt đối không. Hiểu chưa? Dạ, đó em xin lỗi. Tùy chỗ. Cái đó tùy chỗ. Cho nước Nhật có một cái thế hệ đi lên. Đất nước của chúng ta cũng vô tình rơi vào một trong cái hoàn cảnh rất đau thương. Thì mình nói như Hoàng Kiều nói, mình rung động với cái xã hội của mình, chứ không phải là mình miệt thị lên trên cái văn hóa của mình. Cái đau, cái sự rung động đó, thưa Hoàng Kiều nãy nói, nó làm cho tôi xúc động. Tại vì đây là một cái nỗi khổ của dân tộc, mà mình là người hoàn cảnh xã hội. Dạ vâng, đúng rồi. Chứ không phải là văn hóa. Đúng rồi. Và sau khi hai vị cách mạng lớn gặp nhau bàn luận thì tôi đã nghe qua và xin học hỏi và xin có một ý kiến chúc mừng quý vị là đã được sự ủng hộ nhiệt liệt của đảng Việt Cộng ở trong nước ca ngợi và được khen thưởng, và tôi cũng chúc mừng cho hai vị sớm thành công để đạt được mục đích để giúp cho những người cầm quyền hiện nay tiếp tục cầm quyền và bọn dân ngu cu đen ở Việt Nam cho nó bắt đầu không lên không nổi, và nó sẽ làm nô lệ, làm nô dân cho đảng Cộng sản. Và tôi xin chúc mừng cho những người ở hai hội, ví dụ như Đỗ Quang Tài, Bùi Phúc, Bùi Địch và đồng bọn, để sớm đạt được thắng lợi để mà làm sạch cái thành phố Westminster, để đem những người có lợi, làm có lợi cho Việt Cộng vào để đóng góp cho đất nước. Và không có tên Việt Nam tị nạn nào, kể người Việt Nam tị nạn nào bén phén ra đường mà nói cầm cờ này nọ bởi biểu tình, chúng nó sẽ gục đầu xuống và chịu nhục. Tại vì chúng nó không chịu đi bầu thờ ơ thì nó chịu nhục ráng chịu. Và xin chúc mừng cho cách mạng thành công, sớm để có thành phố Westminster thủ phủ của bọn phản động chống lại nhà nước yêu quý của dân dân chúng ta, do đảng và nhà nước lãnh đạo sáng suốt. Đảng và nhà nước lãnh đạo sáng suốt đó đem lại quyền lợi và sự công bằng xã hội cho Việt Nam, và sẽ nuôi cho những, giúp đỡ cho những người nào mà đi theo Cộng sản để mà liếm đít bưng bồ. Chúc mừng quý vị sớm thành công đạt được mục đích, và xin chia buồn cho cái bọn chống cộng. Chúng bay không chịu lo làm ăn mà cứ đi chống cộng, thành ra giờ đây chúng bay đã bị thất bại vì có hai nhà cách mạng tối cao Hoàng Duy Hùng là nhà cách sáng lập cách mạng trắng, và Hoàng Kiều là một người rất là kiêu căng và rất là có thế lực, có thể thay đổi chính quyền hoặc là cướp chính quyền quyền cũng vẫn được như thường, không có gì là trở ngại cho ông ta. Xin chia buồn cho những người tị nạn cộng sản, chống cộng sản, giờ đây không còn ra đường ngẩng mặt lên. Quân cộng tàn ác, chiều nào thay đường mong xa. Dù cho mưa ấp ủ, yên thu nắng đớn vẫn chẳng sao không một năm đó. Tiếng sâu xa như mưa, yên thu cùng đâu dường như vẫn còn nghe. Thank you.
thân trở về dưới nắng hôm nay cùng nhau hoa câu hát thành công nước mắt xanh phai màu thấy phất phơ ngàn đầu bầu cờ tung bay trước gió kia đoàn quân chiến thắng trở về với xuân làng anh không còn đi nơi đâu rồi.